Hai, mình xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phụ Kiện Ngầu Cá của mình nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một loại lọc thùng của hãng Sunshine nha các bạn. HW603B. Đây, cái sản phẩm mình đang test trong nước cho các bạn xem là cái HW603B nha các bạn. Nó vẫn có một đầu vô nha các bạn. Cái đầu này là đầu nước vô, còn cái này đầu này là đầu nước ra. Rồi để các bạn hiểu rõ về nguyên lý hoạt động của nó thì nó sẽ lấy nước vô từ đầu này nha các bạn. Và trong đây nó sẽ cho mình một số cái bông lọc trong đây. Và cái đầu này là đầu ra. Những cặn bẩn sẽ được giữ trong đây và nó sẽ ra đầu này nha các bạn. Cái này là chỗ này là cái máy bơm của nó. Đây, bây giờ để mình khui sản phẩm này ra và mình quay chi tiết cho các bạn xem bên trong nó luôn nha. Cái hộp cũng rất là to luôn. Bên trong nó sẽ gồm một cái lọc thùng nha các bạn và cái phụ kiện lắp ráp. Cái lọc này thì đường kính nó tầm 15 cm nha các bạn và cao là tầm là 23 cm. Ở đây nó có những cái chốt mở. Các bạn bật này lên là nó sẽ mở nha. Xong các bạn hạ xuống. Rồi bắt đầu các bạn giật cái nắp này lên là xong nha. Lần đầu tiên thì cái mở này nó hơi khó. Lần đầu tiên thì cái máy do nó bị cứng quá cho nên nó khó mở nha các bạn. Đây là bên trong của nó nha các bạn. Rồi một cái miếng lót và bông lọc. Một bông, hai, ba và bốn miếng nha các bạn. Miếng cuối cùng thì nó chỉ là một miếng bông lược của mình thường thường thôi, nhỏ thôi. Và dưới đáy nó vẫn là một cái miếng lót thôi. Dưới đáy nó thì các bạn nhớ bỏ trống vậy nha. Các bạn nhớ để mấy cái chân xuống vậy, bỏ trống thôi, các bạn đừng có để gì vô hết, để cho nó nước nó được chảy xuống dưới và nó sẽ hút qua cái đường ống đó nha các bạn. Nước nó sẽ được hút qua cái đường ống qua cái máy bơm nó sẽ hút lên. Đối với cái thùng lọc này á thì để được hiệu quả thì các bạn thí dụ bây giờ nó cho mình 4 bông thì các bạn giữ lại 2 bông thôi. Các bạn thích 2 bông nào các bạn giữ lại thôi. Còn các bạn sẽ bỏ thêm vô đây vào đây một số vật liệu lọc cho lọc nước được tốt hơn nha. Như mình thí dụ mình bỏ miếng cuối cùng là bông trắng nha. Các bạn có thể bỏ đá matrix hoặc là sứ viên này. Cái loại thường thường này cũng được nha các bạn. Sứ trụ. Hoặc là những loại sứ viên này nha các bạn, sứ bi màu này cũng được. Các bạn thay thế bằng 2 miếng bông lọc hoặc là 3 miếng bông lọc tùy theo các bạn. Nhưng mà khi nó có vật liệu lọc vào đây thì nó sẽ lọc nước được tốt hơn nha. Đó, khi các bạn bỏ vật liệu lọc tới đây nè. Rồi các bạn thêm vô chừng 1 miếng bông lọc nữa thôi là các bạn sử dụng nha. Thì lúc đó nó sẽ lọc nước được tốt hơn. Các bạn bỏ bớt những bông lọc này ra đi. Hoặc là các bạn lấy 2 bông thôi, còn 2 bông các bạn để dành. Thí dụ sau này mà mấy bông này có dơ quá thì các bạn thế những bông nó vô. Hoặc là những cái bông này á thì các bạn có thể mua những cái bông lọc các bạn cắt vô các bạn vẫn xài tiếp được nha. Những cái bông lọc mình bán rời á có 5k bông các bạn vẫn sử dụng được. Rồi các bạn bỏ vật liệu lọc vô để cho nó lọc nước được tốt nha. Và bây giờ mình qua cái phần này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đóng nắp lại. Mình chỉ nói cho các bạn hiểu vậy thôi. Chứ nhiều khi các bạn bỏ cái những cái bông lọc này vô nhiều quá thì nó chỉ lọc cặn bẩn thôi. Chứ còn làm cho nước trong thì mình phải có vật liệu lọc để cho làm nhà cho vi sinh nha các bạn. Cái ngăn này rất là to luôn. Các bạn có thể bỏ 2 bông ra và các bạn bỏ được nhiều vật liệu lọc vô lắm.
Rồi cái phần hợp lọc tới đây thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ qua tiếp tục với cái những cái phụ tùng lắp ráp của nó nha. Các bạn để cho ngay nè, các bạn bật xuống. Đây là bên trong của cái phần phụ kiện đi kèm nha các bạn. Các bạn thấy cái đầu tròn tròn này nè, cái đầu lượt nước này nè, cái đầu lượt cá này nè, là cái phần đầu vô nha các bạn, cái phần đầu nước vô. Đây nè, cái phần đầu nước vô nha các bạn. Hoặc là các bạn gọi là phần đầu in á. Còn các bạn thấy những cái đầu lỗ lỗ này á, là cái phần đầu ra nha các bạn. Và nó cho mình hai cuộn dây. Cuộn dây này là cuộn dây phim 12 nha các bạn. Và mỗi cuộn nó sẽ dài là 1 mét rưỡi. Các bạn thấy nó cồng kềnh quá thì các bạn có thể cắt ngắn nha. Mình thì mình sử dụng dài luôn, mình để khi các bạn để, các bạn nhớ cố định chỗ nào chắc 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 chắn chút xíu nha, chứ để sợ khiên dây dài quá các bạn vướng á, các bạn đụng nó sẽ bị lật, cái đó là nó sẽ bị tràn nước nha các bạn. Nó sẽ bị hư. Rồi hai cuộn dây dài 1 mét rưỡi. Và cái này là cái đầu ống, cái đầu gắn của phía trên này nha các bạn. Và giờ mình sẽ gắn cho các bạn xem luôn nha. Chà, cái clip này gắn chắc hơi lâu, các bạn thông cảm nha. Để mình bây giờ mình sẽ gắn từng món. Tại vì cái đối với những dòng lọc này nó hơi rườm rà các bạn, cho nên mình gắn hơi lâu. Cái đầu này thì các bạn chỉ cần để vô vậy. Và các bạn dặn cái nút tăng đưa chính giữa là xong nha, để mình gắn cái. Mình làm có một tay mình. Rồi khi các bạn đưa vô, các bạn chỉ cần siết cái vòng tròn này lại, siết lại là nó sẽ cứng thôi nha các bạn. Các bạn nên nhớ là cái đầu trên cùng này là cái đầu nước vô nha các bạn. Cái nước bẩn của mình nó sẽ được vô đầu này và nó sẽ thông qua những lớp bông lọc, nó sẽ giữ lại cặn bẩn ở đây, hoặc là những cái siêu lọc mình trong đây mình sẽ tạo chỗ vi sinh phát triển để cho nước mình nó sẽ trong hơn, và cái đầu nước mới nó sẽ được hút ra từ đầu máy bơm này nha các bạn, và cái đầu này nó sẽ xả ngược lại trong hồ. Mình nói vậy cho các bạn dễ hình dung nha. Còn những bạn nào mà thường xài những cái lọc như là XPNL, HPNL thì các bạn cũng đã gành về những cái này rồi, giờ mình chỉ nói lại thôi cho các bạn dễ hiểu thôi. Còn cái van này các bạn, khi mà các bạn để xuôi chiều của cái ống này á, là nó đang mở nha các bạn. Còn khi mà các bạn chỉnh ngang, chỉnh ngang là các bạn khóa lại nha. Khoan, đây, khi mà các bạn chỉnh ngang vậy có nghĩa là các bạn đang khóa cái dòng chảy của nó lại nha. Mà thường thì khi các bạn sử dụng á, thì các bạn không cần khóa đâu. Thường thường khi mà mình vệ sinh lọc mình chỉ khóa rồi mình mới rút điện ra thôi. Còn các bạn không khóa các bạn vẫn rút điện được bình thường. Thôi các bạn khỏi đụng cái khóa này luôn cũng được. Rồi bây giờ tiếp tục là cái đầu phần vô nha các bạn. Để mình khui ra cái. Rồi cái đầu vô thì nó gồm một số cái ống như vậy. Cái này là cái co. Cái co để mình... nè, mình vừa quay ấy, mình vừa quay các bạn xem nha. Các bạn hướng cái răng xay này ra phía ngoài nha. Cái răng xay này là chỗ mình nối dây ống dây xanh này vô á. Còn cái đầu kia thì mình sẽ quay vô trong hồ. Rồi các bạn chụp cái ống này vô. Các bạn dặn cho nó vô một chút xíu để hồi mình nối dây xanh đây. Rồi trong sản phẩm nó sẽ cho mình hai cái ống này. Nếu mà bể của các bạn nào dài á, bể các bạn nào dài thì các bạn sử dụng hai ống này luôn. Các bạn sử dụng hai ống này luôn. Cái chiều cao của hồ các bạn nào dài á, rồi bắt đầu các bạn mới gắn cái ống lược đáy. Còn như hồ của mình á, nó cạn thì mình chỉ sử dụng được một ống thôi. Nếu mà mình gắn thêm ống nữa là sẽ đụng dưới đáy này, cho nên không được nha bạn. Cái hồ mình đang bị lỡ dở, cho nên mình chỉ gắn một ống và tới cái ống lược đáy thôi.
Rồi bây giờ để mình gắn gắn giống như mình thì mình sẽ bỏ cái ống này ra nha các bạn. Không sử dụng tới cái ống đó, mình chỉ gắn vô đó một cái thôi. Rồi. Còn cái này là cái cục hít để các bạn hít vô thành hồ nha. Nè, bên phía này nó có một cái rãnh rãnh nè. Các bạn nhét cái này vô và các bạn gịch nó về phía bên kia nó mới dính vô nha các bạn. Nói chung thì cái này cũng hơi nặng tay. Gặp tay mình đang trơn nữa. Đây. Các bạn phải có sức, các bạn đẩy vô vậy nè, rồi một bên các bạn nắm vậy, các bạn ghì vô phía trong rồi nó sẽ vô nha các bạn. Rồi hai cái hít này á thì các bạn sẽ gắn ở đây. Một cái á, các bạn gắn gắn phía đây đi, rồi các bạn quay vô nha. Để khi mà mình bỏ trong hồ á, để khi mà mình bỏ trong hồ á thì nó sẽ hít cái đầu này vô, nó sẽ làm cho mình chắc chắn nha. Coi như mình gắn cái cục này vô rồi nha các bạn, để mình ví dụ cho các bạn xem. Giờ một cái mình gắn phía dưới này. Rồi hai cái nha. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây. Hai cái, một nút trên đây và một nút ở giữa giữa dưới đây nha các bạn, cho nó sẽ cứng hơn. Rồi còn đối với đầu dây này á thì mình sẽ gắn thử cho các bạn xem thôi nha. Nè, cái đầu dây của đường đường vô nè, các bạn gắn nó vô, các bạn ấn nó vô. Cái đầu này là pin 12 nha các bạn. Rồi các bạn ấn vô dây rồi các bạn bắt đầu xả cái này ra. Các bạn xả nhẹ nó ra thì nó sẽ ăn vô cái ống này và nó sẽ giữ chặt hơn nha. Nó sẽ không có bị xì hơi cho các bạn, lúc mà các bạn sử dụng nó sẽ không bị xì. Rồi nói chung vậy là cứng rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ không xả cái ống này ra. Rồi cái phần đầu in thì cái phần đầu nước vô thì tới đây thôi nha các bạn. Nói chung là nó cũng đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ quay tiếp cái đầu ra của nó. Cái clip này hơi dài, các bạn thông cảm nha. Các bạn nào muốn xem chi tiết thì mình làm từ từ cho các bạn xem nha. Nói chung mình cũng làm cho những người mới nuôi cá. Nói chung là cái lọc này hoạt động là ok nha các bạn, nó có chỗ rất là rộng cho các bạn để vật liệu lọc vô luôn. Rồi vẫn tiếp tục như hồi nãy, nó sẽ có cái co này cho mình nha. Đây mình quay tới đâu mình hướng dẫn các bạn tới đó nha, nó sẽ có một cái co. Cũng dẫn cái đầu ống xay này mình nằm phía ngoài hồ nha các bạn. Và bên trong nó sẽ có một cái co chữ chữ L. Rồi mình tiếp tục. Đây. Ở đây có một cái nút gắn. Các bạn cứ xay nó vô trước đi. Rồi. Ở đây nó có cho mình một cái co nè các bạn. Cái co chữ L nè, các bạn gắn như vậy. Đối với sản phẩm này thì nó sẽ cho mình hai cái đầu ra. Một là cái đầu ra xả tràn nước qua những cái lỗ này nha. Còn hai nữa là cái đầu ra bằng cái chân vịt nha các bạn. Nó sẽ đạp nước ra cái đầu này giống như cái chân vịt. Các bạn có thể điều chỉnh lên xuống nha. Cái hồ của mình đang là xả tràn nhiều lỗ nha các bạn. Cái đầu ra là cái đầu ống dài nhiều lỗ. Thì khi các bạn gắn cái ống này rồi, bắt đầu các bạn gắn cái ống đà dài nhiều lỗ vô là được. Nè bên đây là đầu bít, các bạn gắn ống đầu bên đây nha. Quên nữa, nó có một cái co nối. Các bạn gắn cái co này các bạn mới nối được cái ống đó nha. Rồi như vậy là mình đã xong cái đầu ra nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể sử dụng bằng cái đầu chân vịt này cũng được. Đầu chân vịt đó thì các bạn gắn cái ống này vô nha, gắn cái đầu tròn tròn này vô trước. Rồi sau đó các bạn gắn cái chân vịt vô, các bạn ấn mạnh nó vô là nó sẽ vô à. Rồi, vậy khi nước ra thì các bạn có thể điều chỉnh lên xuống nha. Nhưng mà mình thấy cái này thì đẹp hơn nha các bạn, nhìn nó sang trọng thẩm mỹ hơn. Rồi cái đầu ra thì có hai cách gắn như vậy. Rồi tiếp tục các bạn cũng vẫn gắn cái những cái nút hít này vô nha. Phải có nút hít này nó mới hít chặt vô hồ của mình nha các bạn.
cái nút hít này nói chung cũng mạnh tay, các bạn ghì xéo xéo nó vô mới được. Cái tay mình đang đổ mồ hôi á, cái mình ghì cũng không nổi rồi. Rồi các bạn ấn nó vô vậy nè, các bạn nắm một tay các bạn ghì vô. Rồi cục hít vẫn như hồi đầu, các bạn gắn bên ngoài, gắn bên ngoài một cục hít nha. Ê, cái đầu ra này thì các bạn gắn gắn bên ngoài hết chứ. Các bạn cứ gắn vậy đi rồi các bạn xây vô trong sao nha. Đây để mình quay lại cái gắn bên ngoài nha. Nói chung thì bên trong mình sẽ không cái gắn cục hít nha. Cục hít cố định là bên cái ngoài, phía trên cái dòng xây này nha các bạn. Và một cục nữa để mình cố định cọng dây này. Nếu mà khi các bạn không cố định cọng dây này thì cái cọng dây của bạn nó cứ lặt lặt, nó cứ nghiêng qua nghiêng lại và nó sẽ làm xéo cái thanh này nha các bạn. Khi mình có hai cục hít này thì nó sẽ cố định được cái hộ hơn, thì nó sẽ cố định được cọng dây hơn. Rồi mình chỉ gắn thử cho các bạn xem vậy thôi nha. Rồi bắt đầu tiếp tục các bạn vô dây. Các bạn vô ống dây thì cũng giống như cái hồi nãy nha. Đây khi các bạn vô dây thì các bạn cũng cứ đẩy cái ống này vô trước đi. Rồi xong các bạn bung cái nút này ra thì nó sẽ cố định được cọng dây của mình nha. Rồi. Rồi cái phần gắn bây giờ là xong. Bây giờ thì mình sẽ gắn cái đầu in. Thôi bây giờ mình sẽ nói qua cái máy mình đang test cho các bạn xem nha. Khi các bạn gắn đầu in vô rồi, cái đầu nước vô các bạn gắn cố định bằng hai nút hít rồi nha. Rồi cái đường ống của mình nè, cái đường ống dây 1,5 m nè, nó sẽ qua đây và nó sẽ kết nối vào đầu này nha. Thì cái đầu này các bạn cũng chỉ ấn vô và các bạn xiết cái nút này lại thôi là nó sẽ cứng nha. Nè, khi các bạn ấn vô các bạn cứ xiết lại thôi là nó sẽ cứng thôi. Rồi tiếp tục cái đầu ra. Đầu ra thì các bạn cũng cứ gắn sẵn trong hồ vậy đi. Các bạn cứ gắn hai cục hít này đi. Và các bạn sẽ kết nối. Các bạn sẽ kết nối vô cái lỗ này nha. Nói chung những cách gắn nó đều giống nhau nha các bạn. Nó cũng có cái nút dặn nè. Rồi bên đây mình cũng gắn giống vậy nha. Bên đây hơi tối. Lỡ quay thì quay cho các bạn xem chi tiết luôn. Tại mình làm video là những cho những bạn nào người ta mới chơi á, người ta sẽ biết. Đây máy đang hoạt động, mình đang để gần cho các bạn nghe cái tiếng ồn luôn nha. Nói chung nó cũng kêu mà nó kêu nhỏ nhỏ các bạn. Rồi các bạn cứ nói cái ống vô nha. Cái ống nước ra nè, nói lộn, cái ống đầu nước ra. Rồi bây giờ là tới khúc quan trọng, bây giờ mình sẽ chỉ các bạn là mồi nước nha. Khi nãy giờ các bạn gắn là các bạn chưa ghim điện nha. Bây giờ mình sẽ mồi nước trước. Khúc này các bạn nhớ làm theo mình để cái máy nó sẽ không bị hư nha. Và nó sẽ không có bị rò nước. Cái đầu nước vô nè các bạn cứ gắn cố định vậy đi. Cái đầu nước ra các bạn cũng cố định vậy luôn. Nhưng mà trong khi này thì các bạn đừng có rút ghim điện nha. Các bạn cũng đừng châm nước vô cái hộp đó luôn. Khoan, các bạn đợi mình rút điện ra mình thử cái này cho các bạn xem cái. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt điện và mình sẽ thử lại cái lúc mình vô nước cho các bạn xem nha. Cái đầu này các bạn cứ gắn cố định như vậy đi. Rồi bắt đầu cái đầu này cũng cố định vậy luôn nhưng mà các bạn gỡ ra nha. Rồi các bạn sẽ gỡ cái đầu này ra nha. Các bạn gỡ này cũng hít ra đi. Và các bạn gỡ ngay khớp nối này cho mình nha. Các bạn gỡ ngay khớp nối này ra. Đây mình gỡ khớp nối này ra rồi nha. Rồi bắt đầu các bạn hạ cái ống này xuống. Các bạn sẽ kiếm một cái thau hoặc một cái ca nước nào to to đó. Các bạn dùng, các bạn ngậm miệng các bạn vô đầu này. Các bạn hút một hơi. Hút một hơi thì nước nó sẽ chảy từ trên cái đầu nước vô đó các bạn. Nó sẽ chảy ngược vô trong cái
cái hộp lọc của mình nha. Và các bạn ví dụ nó bị thiếu hơi nữa thì các bạn hút thêm một hơi nữa nha. Thì các bạn hút chừng hai hơi là nó sẽ chảy đầy vô cái đó. Và khi các bạn để cái ống này thấp á thì nước nó sẽ chảy ra đầu này, là bắt đầu các bạn có thể chuẩn bị ghim điện được rồi nha. Rồi khi mà nước chảy đầy, các bạn thấy cái ống dây này nè, nước nó sẽ lên tới tới chỗ này nè. Đó, cái mực nước nó giống như của mình đang ấy nha. Là các bạn có thể ghim điện. Các bạn có thể bỏ lên hồ các bạn ghim điện. Còn không, các bạn muốn chắc cú hơn nữa thì các bạn cứ để như vậy đi. Rồi các bạn, đó, nước nó chảy ra, các bạn cứ để xuống là nước nó sẽ tự chảy ra thôi nha. Rồi các bạn cứ lấy một cái ca các bạn vừa hứng, rồi các bạn ghim điện. Trong khi ghim điện thì nước nó sẽ chảy. Và các bạn dùng cái ca với cái ống này các bạn để lên trên hồ nha. Các bạn để cao lên là bắt đầu nó sẽ chảy nước ra nha. Rồi xong rồi bắt đầu các bạn cố định lại và các bạn gắn cái ống này vô lại. Là cái nước nó sẽ mồi, nó sẽ không có bị không khí nha các bạn. Và nó sẽ mồi được tốt nữa. Mình nói khúc này nó hơi quan trọng cho nên mình nói hơi hơi cho các bạn nghe rõ rõ để các bạn làm cho đúng, để cái nước nó sẽ không bị, một là cái ống dây nó sẽ không có còn không khí trong đây, nó sẽ không bị ẹt ẹt nha các bạn, nó sẽ không có bị kêu, nó bị không bị rò. Khi các bạn làm theo cái kiểu mình thì nước nó sẽ bơm lẹ hơn và tầm một dòng nước là nó sẽ ra hết không khí và nó sẽ êm máy thôi nha các bạn, nó sẽ không có bị rò cái máy. Tốt nhất là các bạn khi mà nước ra rồi, các bạn cầm một cái thao, các bạn để sẵn vậy đi, cái thao hay cái ca các bạn để sẵn cái đầu này nè vô trong cái ca nước á, rồi các bạn ghim điện thì lúc đó nước nó sẽ chảy ra đầu này. Và các bạn vừa cầm cái ca các bạn với cái đầu này các bạn lên đây, các bạn gắn lại giống với cái này giống như mình nha. Các bạn đem lên là các bạn hít vô liền là nó sẽ hoạt động tốt nha các bạn. Cái lúc mồi nước thì nó hơi cực vậy thôi, mình chịu khó mình đưa cái miệng mình vô mình hút một hai hơi là nước nó sẽ tự chảy nha các bạn. Giống như cái ống dây thường thường mình bỏ vô hồ nước mình hút nó sẽ tự chảy vậy đó. Hút gần tới thì các bạn buông ra cho nước nó tự chảy thôi, các bạn không cần phải nước nó phải vô miệng mình đâu. Rồi với khi xài cái lọc này nè, mình lưu ý các bạn nha, là các bạn đừng có châm nước vô đây, hoặc là các bạn châm nước á thì các bạn chỉ châm được tới đây thôi, tới lửng lửng đây thôi. Các bạn mà châm cao quá tới đây hay gì nè là bắt đầu nước nó sẽ tự tràn ra cái này và nó sẽ ướt máy bơm mình, nó sẽ làm hư cái máy bơm mình nha các bạn. Nhưng mà mình khuyên các bạn thì làm giống như mình thôi là nó ok nha các bạn. Các bạn cứ khỏi đổ nước này luôn đi, các bạn cứ dùng cái miệng các bạn hút vậy là ok nhất nha. Mình lời khuyên các bạn làm theo cái kiểu mình á, hút nước đi, hút nước và để dưới đất. Hút nước chỉ là lần đầu thôi, còn mấy lần sau nếu nước nó đã có sẵn rồi thì các bạn chỉ cần ghim điện là nó sẽ hoạt động bình thường à. Đó các bạn thấy không, chỉ là lần đầu tiên thôi, còn mấy lần sau nó đã có nước trong đường ống dây rồi sẵn là mình chỉ cần ghim điện thôi nó đã hoạt động nha các bạn. Mình nói khúc nó hơi bị dấp dấp nhưng mà mình cố gắng chỉ cho các bạn, để các bạn mồi nước không được là cái máy nó chỉ kêu e mà nó không có bơm nước lên được á. Rồi nói về cái lọc này thì nó cũng rất là hiệu quả nha các bạn. Nó vừa to, cái dây nó dài quá thì các bạn có thể cắt ngắn lại cho vừa nha. Các bạn thay vì các bạn để đó thì các bạn có thể để kế bên cái hồ cá cũng được, hoặc là các bạn giấu phía sau hồ cá gì cho thẩm mỹ nha các bạn. Tại mình đây mình chỉ test cho các bạn xem thôi. Đối với lọc này thì nó sẽ có cái hộp đựng vật liệu lọc nhiều cho các bạn nè. Nó có hai lớp bông, nó sẽ giữ lại cặn bẩn tốt và nó sẽ lọc nước tốt cho mình nha. Rồi video mình tới đây cũng hơi dài rồi, mình cũng xin kết thúc video đây nha. Các bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm bên mình hay là gì, mình sẽ để cái số điện thoại và cái số Zalo mình dưới phần mô tả nha các bạn. Các bạn nào thấy video mình hay thì các bạn cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha. Một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình sau này mình phát triển kênh tốt hơn nha các bạn. Để bây giờ sẵn tiện mình gắn
thôi định gắn chân vịt mà cái nước cái mặt nước mình nó hơi thấp quá, mình gắn cái chân vịt không tới. Nếu mà các bạn gắn cái chân vịt này nè thì cái nước nó sẽ cao cao hơn một chút xíu, nó sẽ đẹp hơn nha. Cái nước mình nó đang bị hụt, mất công chăm nước nữa. Rồi thôi, mình xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha các bạn. Các bạn xem clip mình thông cảm, mình clip này hơi dài. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha.